Rồi các bạn ơi, giờ mình coi SK200 các bạn. Cominco các bạn. Đang múc rất lẻ xong xong các bạn, gạo này 10.000 gạo các bạn. Rồi múc tắc lẻ xong rồi chú chủ nhà là kêu nhổ cái trụ đá lên luôn các bạn. Đó, ông buộc đang buộc dây nè. Rồi. Bộ vô ti ông chết lắm ạ. Xong luôn. Ai chết đâu? Rồi. Đó, đang nhổ nha các bạn. Ồ, nhổ quá. Lên gà, lên gà. Đứng qua, đứng rồi. Gãy hay gì? Ồ, đúng quá. Không có thế. Gãy dữ rồi. Đó rồi, lên rồi, lên rồi. Ồ. Nhiều.
4 khúc. Với lại nãy có khúc 1 mà giờ 4 khúc rồi. Còn cây nữa hả? Hộp chắc quá không để luôn, nói lên luôn. Còn cây đó bây giờ có khó vấn đề, cả vấn đề. Đó. Gấp sự. Ờ, gấp mà gấp còn hấp dẫn hơn, gấp luôn bà ơi. Ờ, lấy một gồng dịch gấp trụ nha, trụ bê tông nha. Nhẹ nhàng rồi xong kìa. Không còn cái gì hết. Nhỏ lên bỏ mà. Đang rơi. Gấp này được, tới lúc bỏ nó gãy ra làm ba. Rồi nó di chuyển lại chỗ này, múc nó lại, múc tiếp nha các bạn. Chào này nhỏ. Nè.
gỗ ở đây nè. Thái bỏ đó rồi. Ồ. Cầm lên đi, chỉnh. Tám chín gì vậy? Chứ nó bư cái một cái biết kìa. Kênh tình gì? Dạ. Cuộc sống thông quê miền Tây. Chứ anh chứ nắng ấm quê tụi. Dày quá tôi không nổi, ấy không nổi, không có tái. Xây tôi hủ hai cây cây. Né,